Trong hai ngày 13 và 14 tháng 5 năm 2023, tại Hà Nội đã diễn ra vòng chung kết và gala tổng kết trao giải cuộc thi Oric Trend Hackathon năm 2023. Cuộc thi do Trung tâm Phát triển Khoa học, Công nghệ và Tài năng trẻ phối hợp với Công ty Cổ phần Oric Trend Lab tổ chức. 8 đội thi xuất sắc nhất tham dự vòng chung kết với các nội dung như tư vấn giao lưu với đội ngũ kỹ sư chuyên gia của Oric Trend Lab, sáng tạo video ngắn giới thiệu đội thi và bình chọn qua mạng xã hội. Ngày Hackathon cho phép các đội thi sử dụng 24 giờ làm việc trong không gian tập trung được ban tổ chức chuẩn bị để phát triển những sản phẩm mang tính hoàn thiện và trình bày trước ban giám khảo. Kết quả, giải nhất được trao cho dự án ORIC-C, nền tảng khoa học phi tập trung trên ORIC-Trend của 3 sinh viên Trường Đại học Công nghệ Thông tin Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh và một kỹ sư IT đến từ Huế với phần thưởng 100 triệu đồng tiền mặt. Ngoài ra, ban tổ chức trao một giải nhì trị giá 60 triệu đồng, một giải ba trị giá 40 triệu đồng cùng nhiều giải thưởng khác.